Trung Quốc với lại Hàn Quốc nền liên minh điện thoại nào mạnh hơn thì cái này không nói được, tại vì cái chữ mạnh hơn, ai mạnh hơn của ông á, nó không có câu trả lời, ông hiểu không? Nó gọi là không có câu trả lời. Tất nhiên mình nếu mà mình cố mình nói mình sẽ nói được, nhưng mà thật sự thì nó không có câu trả lời. Tức là bây giờ nó gọi là nó có một vài cái thứ mà nó được cho là luật bất thành văn hay là nguyên lý triết lý gì đó mình thành, thì nó có một cái chứ, nó có một cái gọi là luật bất thành văn của thể thao và esports là chung luôn đi, không nói trước được chuyện thắng thua, ông hiểu không? Mà bây giờ mình đã không biết được là ai sẽ là người giành chiến thắng mà mình lại đi nói là cái thằng đó mạnh hơn thằng này, thì nó bị chọi nhau, đúng chưa? Nó bị chọi nhau. Mà cái câu thể thao không bao giờ nói trước được điều gì á là nó đi cả trăm năm rồi, nó cả trăm năm rồi, nó phải là chứng minh qua một trận, hai trận, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mà nó được chứng minh qua cả trăm năm rồi. Hồi xưa tôi là người nói ra cái câu đó chứ ai. Hồi xưa là trong một cái giai đoạn là tất cả mọi người đang không biết nói về cái hiệu ứng đó là cái gì, tôi đứng lên tôi nói cho mọi người đây là thể thao không nói trước được điều gì. Tôi đứng ra tôi nói chứ ai, tôi đứng giữa gọi là quảng trường của nước Anh tôi nói mà, thời điểm đó đang qua nước Anh á. Lại phải làm kia da. Mọi người đừng có kêu anh mết nha. Tất cả những anh em nào mà có đồ này trong giai đoạn này thì mọi người làm ơn gọi mết là sang giùm nha. Gọi mình là sang giùm nha mọi người. Mình là sang nhé. Mình tên là Sang. Mình tên là Trần Duy Sang. Mình vừa mới được cái bằng khen của chính phủ đấy. Nếu như mà mọi người cho Sang anh mết làm huấn luyện viên của Gam và 4 khúc gỗ, hai anh em mình sẽ đem về chức vô địch dành cho Gam. Rừng ơi, nhớ găng cho Sang với nhé. Sang mạnh lắm. Nhầm rồi, tôi là kia da mà. Ok. Được. Nghe cây hít độ. Bộ biết chơi với bộ mấy ba, giỡn hoài. Giỡn đi. Giỡn hoài. Mọi người đừng có giỡn với Sang. Sang đi top hay lắm đấy. Sang đang được cho là đường trên hay nhất Việt Nam đấy. Tại vì anh Mết đang không thi đấu thôi. Chứ nếu không thì Sang sẽ là số 2 đấy. Đừng có giỡn. Trời, giỡn hoài. Rồi nha. Trời ơi, cậu cuốn Sang rồi. Mít ơi, cậu đánh hay quá. Cảm ơn. Đường giữa ơi, cậu đánh hay quá. Cậu vừa cuốn Sang đấy. Hay quá cậu ơi. Anh Cường thích đi lên nào nhất vậy anh? Vì em thấy anh đi lên nào cũng ghép. Ơ, ông nào tên Cường đấy? Ông nào tên Cường? Ông nào tên Cường rep hôm nay của bạn dùm Sang với. Bồ Tát sau lưng anh mặt cười. Không, đó là đồng đội của Sang đấy, không phải Bồ Tát đâu. Ôi, cậu đánh thế này thì cậu chết với Sang ngay. Làm sao mà cậu đùa với Sang được? Không đùa với Sang được đâu. Trời ơi, cậu đánh gà thế. Thế thì cậu chết với Sang rồi. Trời, không hồi chú đốt kịp. Ôi trời ơi, cậu ơi, nguy hiểm thế. Hôm nay anh stream vì anh em viewer chứ không phải vì sự tuyệt vọng của editor khi hết ý tưởng để ra clip đâu, đúng không anh Sang? Cậu đánh như thế thì cậu chết ngay. Sao mà cậu giỡn được. Ơ mà hình như thằng này hình như là tôi với nó mới gặp nhau ở đâu á. À đúng rồi, hồi nãy có đánh trận gặp ảnh, anh cầm con Gravet thì phải. Shut
Thấy sang con chưa? Sang con hay chưa? Ui ui ui, cái gì đấy, cái gì đấy? Cái gì đấy? Chơi game cầm cung đáng sợ thế. Có thể đừng cầm vũ khí được không? Cầm ván lướt chẳng hạn. Cầm cái đồ lướt ván chơi được không? Đừng cầm vũ khí. Úp đi. Ừ. Đừng cầm vũ khí. Đáng sợ lắm. Cầm lướt ván đi. Ôi ôi. Đấy. Cái đợt à quá, đâu có làm cái gì đâu. Gơi hả? Gơi hả? Một khác con chó không? Cười dữ vậy chồng. Sao nó không cho mình bích con tướng xong rồi mình bích cái vũ khí ha. Thay vì tôi cầm cái ván lướt lướt về tôi cầm cái cung tôi bắn. Cái xấu cầm cái cung bắn được vậy. Cu te giả mang. Cho cầm cái ván lướt nhìn đần thối. Ơi. Đâu. Này. Ghê hả? Thôi giờ sẽ tình biểu cảm lại cái mới được. Để 4-5 cái logo gàm hết hết trong cái thế giới rồi để biểu cảm làm gì nữa. Hay quá, cả thật đánh hay quá. Mọi người thấy không? Tái hiện hình ảnh của Kia Gia và Khánh Levi.